Xin chào mừng cả nhà đến với Mê Lan TV. Hôm nay Mê Lan TV đang đi vườn, phát hiện được một cái vườn có rất là nhiều bensoda cả nhà. Thì cái dòng lan bensoda là nó rất là trứ danh rồi, chắc anh chị nào đã chơi lan dendro nắng thì anh chị đã biết cái dòng này rồi. Đây là cái dòng lan mà nó có cái màu vàng rất là rực rỡ, lưỡi nâu đỏ rất là bắt mắt và mùi hương cực kỳ quyến rũ. Thì sau đây Mê Lan TV sẽ cho anh chị xem cận cảnh cái mặt hoa đó như thế nào, và mình chiêm ngưỡng để mình cảm nhận được thực tế cái vẻ đẹp nó như nào nha cả nhà. Đây trước mắt mọi người chính là cái những vòi hoa bensoda đang rực rỡ luôn nha, rất rực rỡ, màu vàng rất rực rỡ. Hoa nó có 5 cánh vàng và vàng ươm luôn nha mọi người, màu vàng rất là đẹp mắt. Lưỡi màu nâu đỏ tạo điểm nhấn làm cho cái hoa nó cảm rất dáng rất là sang. Bensoda thì nó xuyên hoa rồi, và nó đặc biệt xuyên và sai hoa nữa cả nhà. Nghĩa là một trên một thân nó có thể ra một lúc 3-4 vòi hoa, và trên một vòi hoa nó thì vô số nụ luôn, nên là nó nở ra thì mọi người cảm giác được một cái mảng hoa nhìn rất là phê. Bensoda là cái dòng mà nó đệ nhất thơm trong tất cả cái dòng dendro nha cả nhà. Thì chắc chắn mọi người cũng nên sở hữu cho mình một cái giò lan này, với giá cả cũng rất là phải chăng thôi, vài trăm ngàn thôi, thì mình không cần phải lăn tăn gì nữa. Rồi bây giờ thì Mê Lan TV sẽ quay trở lại và giới thiệu cho mọi người những cái cây mọi người có thể sưu tầm được nha cả nhà. Ở đây thì nhà vườn đang có những cái chậu bensoda ở trong cái chậu phi 16 như này, và những cây to rất là non mướt nha cả nhà. Cây đang đi ngọn, thắt ngọn cũng có rồi, đi ngọn cũng có rồi, nhưng mà cây đặc biệt là giá thể còn mới và cây đang rất là to. Mọi người thấy không, những cây như này là mọi người đang bật mầm gốc lên quá trời luôn mọi người. Ở hai cái mầm gốc này lên mình dèm dưỡng, mình dưỡng lên là mình được một cái giò lan rất là lầm nha. Bây giờ Mê Lan TV sẽ giới thiệu cho mọi người những cái chậu lan như thế này. Nó có giá là 200.000 nha, nó có giá là 200.000, chỉ 200.000 thôi là mình đã sở hữu được một cái giò lan bensoda mà người chơi lan nào cũng nên sở hữu một vài giò để mình chăm, để nó nở hoa và trong vườn của mình lúc nào cũng có hương có sắc rất là tuyệt vời nha các nhà. Ngoài ra trong cái đợt này thì Mê Lan TV đang có khuyến mãi cực kỳ lớn nha anh chị luôn. Nếu anh chị mà nào mà mua 4 chậu thì giá của nó chỉ còn 180.000 thôi, và đặc biệt là free ship cho tất cả mọi người ha. Còn nếu anh chị mua 2 chậu mà kèm với lại combo 8 phân bón dành cho lan thì vẫn được free ship nha các nhà. Thì về giá cả thì Mê Lan TV đang chạy trên màn hình, mọi người có thể theo đó. Anh chị có thể là comment để lại số điện thoại ở bên dưới để đặt hàng, hoặc là mình gọi vào số hotline hoặc add bạn Zalo trên số hotline để mình cùng nhau trao đổi để mình chốt đơn hàng nha các nhà. Thì hôm nay đi vườn đây thì Mê Lan TV sẽ lựa cho mọi người những chậu rất là đẹp, những chậu đang có cây tơ đang mơn mởn như này ha, và những chậu có từ 2 tới 3 thân trở lên. Để cho anh chị về, anh chị chăm sóc để mình có một chậu lùm ha. Những chậu lan như thế này có giá là 200.000, nhưng mà đặc biệt là khi anh chị mua 2 chậu thì chỉ còn là 180.000 thôi rồi. Nghĩa là 2 chậu là 360.000. Anh chị khi mà anh chị mua 4 chậu ship trong một thùng hàng thì Mê Lan TV sẽ hoàn toàn free ship cho mọi người luôn. Hoặc anh chị mua 2 chậu mà kèm với lại combo 8 phân tăng chậm, hoặc anh chị mua 2 chậu và kèm với combo 8 phân bón dành cho lan ở Mê Lan TV thì mọi người sẽ được free ship hoàn toàn. Combo 8 nó là loại gì mọi người? Là 8 loại phân bón cơ bản nhưng rất đầy đủ cho lan, trong đó có hướng dẫn sử dụng, có giấy hướng dẫn sử dụng, có tặng kèm cái bộ đo lường phân bón dành cho anh chị luôn, nên về mình chăm lan rất là dễ, chỉ có 5 bước thôi. Nên là khi mình mua lan ở Mê Lan TV kèm với là mua cái combo 8 nữa là mọi người về cái mọi người thoải mái chăm sóc lan của mình, không có phải lăn tăn, không có phải tìm hiểu gì thêm, tại vì nó đã hướng dẫn mọi người một cách rất là dễ hiểu rồi. Mọi người thấy ở đây là những cái chậu lan rất là tơ ha. Mình mua lan thì mình nên chọn những cái chậu lan tơ như này, nghĩa là mới xuống giống, giá thể còn tốt. Nên mọi người thấy ở vườn thì họ chăm bón rất là đơn giản thôi, họ trồng bằng sơ dừa ha, rồi sau đó họ bón phân tăng chậm và định kỳ họ tưới phân bón. Thì mọi người mua về mọi người để phân tăng chậm dưới gốc và người tưới phân bón bằng câu 8 theo hướng dẫn của Mê Lan TV là mọi người sẽ có được một cái giò lan rất là đẹp, và lúc nào trong vườn của mình cũng có hoa luôn. Tại vì cái dòng lan bensoda là dòng cực kỳ xuyên hoa, mà hoa liên tục mọi người. Cái thân nhỏ xíu là như thế này là đã ra hoa rồi này. Đây mọi người thấy không, cái thân cái chậu này thân nhỏ xíu mà đã ra hai vòi hoa luôn nè, mọi người thấy không đó, cái vòi nhỏ xíu rồi ra hai vòi thôi. Nhưng mà ở đây thì Mê Lan TV sẽ không lựa cho mọi người cái chậu mà có hoa đâu, sẽ ưu tiên lựa cho mọi người cái chậu mà nó to, cây to để nó có lực về nhà mọi người, nó nở hoa tại vườn mọi người thì nó sẽ đạt hơn, cái vòi hoa đạt hơn, màu hoa đạt hơn và hương thơm nó đạt hơn. Còn ví dụ như cái nụ đấy đang ở đây mình về vườn của mình nó có thể bị sốc khí hậu và nó nở ra không đẹp và nó không có thơm nha các nhà. Khi anh chị mua những giò lan với cái size như thế này
với giá rất là em luôn, chỉ 180.000 thôi. Nếu anh chị mua hai chậu thì anh chị khi về chăm mình thay ra chậu lớn thì nó sẽ như thế này mọi người. Ở đây vườn họ thay ra chậu lớn nè, nó sẽ to lên thế này ha, to và lùm lên thế này. Đó, mình cứ ra chậu lớn mình chăm cho nó ăn phân bón đầy đủ là nó sẽ to lùm như thế này. Đây là khoảng 6 tháng thì sẽ được như thế này. Đó, 6 tháng sẽ to như thế này, lùm lên như thế này nha. Rồi, vậy sau 1 năm thì nó sẽ cỡ như thế nào thì Melan TV sẽ cho mọi người xem luôn ha. Rồi, sau khi mà nếu mình thay ra cái chậu to như thế này thì sau 1 năm mọi người sẽ có một chậu lan cực kỳ bự như thế này mọi người. Đó, mọi người thấy không? Một chậu rất là khủng luôn. Cây nó có đang đi ngọn tím nè, nó có thể cao lên là khoảng 1,5 m nha cả nhà. Nên là khi mà những chậu lan to như thế này thì hoa cực kỳ sai và cực kỳ nhìn nó ra rất là nhiều hoa thì mọi người coi rất là đã. Đó, cái giò này vẫn đang tiếp tục phát triển nha, vẫn tiếp tục phát triển ngọn. Rồi thì chậu bán cho mọi người sẽ là những chậu như này, ưu tiên là những chậu lùm đó, ưu tiên những chậu lùm nhiều thân, hoặc là dù 2-3 thân thì nó sẽ là thân to nha, 2-3 thân là sẽ thân to như này đó, thân mướt đang đi ngọn này, mọi người về mọi người chăm thì sẽ đi ngọn là vượt lên 60-70 cm trong cái mùa này. Còn sau đó một cái nghĩa là cái lứa con tiếp theo đẻ ra nó sẽ cao cả 1,5 m nha các nhà. Thân càng cao thì hoa càng dài, càng sai hoa. Đó. Mình lựa đó mọi người thấy không? Hớt ngang qua là có thấy cây nào cao lên là lấy cho mọi người nè. Đó, mấy cây cao lên ha. Tối thiểu là có 2 thân to như thế này nha mọi người. Tối thiểu là cái chậu nó sẽ có 2 thân to như này. Mà ít thân thì nó sẽ cao to, mà nhiều thân thì nó sẽ lùm nha. Cái đó là cái nguyên tắc chung của việc lựa lan rồi. Đó. Thân cao to và mướt như thế này nè là sẽ lựa cho mọi người. Rồi, Melan TV xin nhắc lại một cái nữa là giá đây là 200.000 một chậu, nhưng mà Melan ship từ 2 chậu thì chỉ còn 180.000 một chậu thôi. 4 chậu sẽ hoàn toàn free ship cho mọi người luôn. Nếu mọi người mua 2 chậu mà kèm dưới là combo 8 dinh dưỡng bên của Melan TV thì mọi người sẽ được free ship hoàn toàn luôn. Đến đây thì cái thời lượng này clip này cũng hết rồi. Nếu mọi người muốn mua lan thì mọi người hãy để comment, để lại số điện thoại bên dưới, bên Melan TV sẽ gọi lại cho mọi người, hoặc mọi người có thể gọi điện thoại hoặc là kết bạn Zalo với cái số điện thoại trên màn hình, hoặc là gọi trực tiếp vào, hoặc là inbox cho Melan TV thì mọi người có nhiều cách để liên lạc với Melan TV để chốt cho mình cái loại lan mà ai chơi lan cũng phải có này nha cả nhà. Rồi, chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người những clip lần sau ạ.